Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học của ngày 4 tháng 6 năm 2023 với đề tài đó là vợ chồng tôn trọng nhau. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa giáo chúng con, giờ này chúng con học lời của Chúa. Xin Chúa ngài hướng dẫn chúng con, dạy dỗ chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Với phần kinh thánh của chúng ta trong Nhã ca đoạn 2 câu 1 đến câu 3. Ta là hoa tường vi của Sa-rôn, bông huệ của trũng. Bạn tình ta ở giữa đám con gái như bông huệ ở giữa gai gốc. Nương nhân tôi ở giữa đám con trai như cây bình bát ở giữa những cây rừng. Tôi vui lòng ngồi dưới bóng người. Trái người ngọt ngào cho ổ gà tôi. Chúng ta cùng xem phần bài học. Câu ghi nhớ là câu 1 và câu 2. Ta là hoa tường vi của Sa-rôn, bông huệ của trũng. Bạn tình ta ở giữa đám con gái như bông huệ ở giữa gai gốc. Câu hỏi suy gẫm. Tại sao nàng Sulamit ví sánh mình với hoa tường vi và hoa huệ? Vua Salomon và nàng Sulamit đã bày tỏ sự tôn trọng nhau qua lời nói thế nào? Điều gì cho thấy bạn tôn trọng người phối ngẫu của mình? Trong câu 1, nàng Sulamit tự ví sánh mình với hoa tường vi của Sa-rôn, bông huệ của trũng. Tường vi là một loài hoa đẹp, trong khi hoa huệ chỉ là hoa dại mọc ven đường. Dường như nàng Sulamit đang bối rối về chính mình. Một phần nàng biết vẻ đẹp và giá trị của mình, nhưng đồng thời giữa những cô gái Jerusalem, nàng cũng thấy mặc cảm vì sự bình dị của một cô gái nông thôn. Nhận biết mặc cảm của nàng, vua Salomon đã bày tỏ sự tôn trọng dành cho nàng khi nói trong câu 2 rằng: "Vâng, nàng rất bình dị, rất đơn sơ, nhưng nàng biết không, nếu nàng là hoa huệ mọc ven đường thì những cô gái còn lại chỉ là gai gốc mà thôi." Lời khen ngợi này rất có giá trị với nàng Sulamit, vì vua Solomon không đòi hỏi nàng phải đẹp giống như các cô gái Jerusalem. Nàng cứ hãy là nàng, cứ là hoa huệ, và chàng yêu nàng vì nàng chính là nàng. Người chồng khôn ngoan là người luôn làm cho vợ nhận ra giá trị của nàng thay vì chê bai những khiếm khuyết hoặc so sánh vợ mình với người khác. Đáp lại sự tôn trọng của vua Solomon, nàng Sulamit đã gọi người nàng yêu mến là cây bình bát. Trái bình bát là một loại trái như quả táo. Lưu ý, xứ Palestine không có cả bình bát và táo. Khi đi rừng gặp một cây có trái ngọt như cây bình bát thì thật là quý. Trong cái nhìn của nàng, các chàng trai khác cho dù có đẹp, tài giỏi, có nhiều người theo đuổi cũng chỉ như những cây rừng. Duy vua Solomon giống như cây bình bát ngọt ngào, làm nàng thỏa mãn. Chàng là cần thiết và duy nhất với nàng. Nàng tự hào về chàng, và dù trong rừng có nhiều cây to lớn, nhưng nàng chỉ vui lòng mà ngồi dưới bóng người mà thôi. Người vợ khôn ngoan là người bày tỏ lòng yêu mến và tôn trọng chồng bằng cách không bao giờ đem chồng ra so sánh với người đàn ông khác, ngay cả so với cha mình. Hãy đắm mình trong bóng mát của chồng, tìm sự thỏa lòng trong sự ngọt ngào vốn có của chồng. Về vấn đề tài chính, Sứ đồ Phaolô dạy và sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn như trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 6. Tuy nhiên sự thỏa lòng cũng đóng vai trò rất quan trọng trong hôn nhân. Nhiều người đã tạo áp lực để chồng hay vợ thay đổi, đặt một kỳ vọng về người phối ngẫu thì không có sai gì sai, nhưng mà đừng có bao giờ tỏ thái độ thất vọng khi chồng hay vợ không đạt được kỳ vọng của mình. Vợ chồng tôn trọng nhau chính là bí quyết để xây dựng mối quan hệ bền vững trong gia đình. Dạ, cảm ơn Chúa, đó là bài học mà các mục sư đã soạn cho chúng ta. Và cũng giống như ngày hôm qua, bài học nói về mối quan hệ vợ chồng, tôn trọng nhau, rồi không có đem so sánh với người khác, để rồi nhiều khi so sánh như vậy thì sẽ đem đến cái sự tổn thương, bởi vì không có ai giống ai hết, cho nên chúng ta cũng đừng có đem so sánh như vậy. Nhưng mà hôm nay thì là cũng muốn của chú anh chị em qua cái bài học ngày hôm nay để mình liên tưởng hay mình nhớ đến tình yêu mà Chúa Giêsu Christ dành cho mỗi chúng ta. Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa yêu chúng ta một cách cá nhân của chúng ta, một cách cá nhân.
Tôi là tôi, người kia là người kia. Chúa yêu chúng ta một cách cá nhân. Cho nên ở đây lại học được bài học là cô chú anh chị em đừng bao giờ mặc cảm nói rằng ồ tôi buồn quá, tôi không biết đàn, tôi buồn quá, tôi hát không có hay, tôi buồn quá, tôi cắm hoa không được, tôi không có biết chỉnh âm thanh, tôi không biết trang trí, tôi không biết làm gì hết. Đừng bao giờ mình nghĩ như vậy. Bởi vì nếu như thật sự chúng ta chỉ là một người giữ xe, chúng ta có vẻ đẹp của người giữ xe. Hôm nay lại đi thờ phượng Chúa ra, phải nói là lại rất cảm động với người anh em giữ xe. Anh dắt những chiếc xe ra mồ hôi nhễ nhại. Bởi vì sao? Bởi vì nắng rất là gắt. Những chiếc xe đang dừng ở đó ngoài nắng và anh phải dắt những chiếc xe đó ra để dời chỗ cho người này người kia lấy xe ra. Ai có thể đứng vào cái chỗ đó? Nếu mà chúng ta đứng vào chỗ đó có thể chúng ta không chịu nổi cái nắng. Chúa ở trên nhìn xuống, Chúa thấy từng người trong chúng ta, mỗi người làm việc của mình. Có người hát ngợi khen Chúa, có người làm những việc lớn, nhưng cũng có những người làm những việc tưởng chừng như bình thường. Nhưng hãy nhớ câu chuyện người đàn bà quá dân tiền. Bà dân rất ít so với những người khác, nhưng bà dân tất cả những gì bà có. Và chúng ta hầu vì Chúa với những gì chúng ta có, dù là giữ xe, quét dọn những cái băng ghế, quét những cái rác ở trước cửa nhà thờ chẳng hạn. Chúa nhìn thấy tấm lòng của chúng ta, Chúa yêu chúng ta vì chúng ta làm những việc đó bằng cả tấm lòng dâng cho Chúa. Như vậy thì quan trọng là cô chú anh chị em dâng gì cho Chúa, dâng cái điều mà mình có bằng cả tấm lòng, chứ không phải cố đua đòi để làm cho bằng được giống như người ta, để đem cái đó và cuối cùng thành gì? Thành trình diễn, thành phô trương, thành kiêu ngạo. Mình hãy là mình. Và Chúa công nhận cái giá trị đặc biệt của mỗi người trong chúng ta. Vậy thì cô chú anh chị em hãy cầu nguyện với Chúa và nói rằng Chúa ơi, con có cái điều gì để mà Chúa đẹp lòng? Ở trong con có điều gì mà Chúa muốn con để mà con trau dồi thêm cái điều mà con có? Và rồi bắt đầu mình nhìn nhận, bắt đầu mình thấy rằng mình làm được gì đây? Mình làm được việc mà mình làm đó. Đó chính là điều mà Chúa muốn chúng ta làm thật là tốt ở tại vị trí mà Chúa giao cho chúng ta. Dù là một việc mà không ai nhìn thấy. Cô chú anh chị em biết không? Việc mà ít người nhìn thấy mình làm cho Chúa đó, mình được phần thưởng nhiều lắm, là bởi vì người ta không có khen. Mà khi người ta khen thì mình mất phần rồi, bởi vì mình đã được phần ở đất này. Còn người ta không khen có nghĩa là mình được phần ở trên thiên đàng. Nhiều lắm cô chú anh chị em, hãy cảm tạ ơn Chúa. Cho nên hãy nhớ đừng bao giờ so sánh mình với người khác để rồi mình tự ti rồi mình mặc cảm. Mà cái so sánh đó, nó trở nên cái gì đó nó ganh tị, một cái gì đó nó... Nếu mà đến tai người khác thì người ta sẽ có gọi là cái sự bất bình rồi gây chia rẽ. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Và đặc điểm nữa đó là cô chú anh chị em phải nhìn thấy Chúa của chúng ta là đấng yêu thương chúng ta cách đặc biệt. Phải thấy điều đó của chúng chị em. Ngài có cái giá trị đặc biệt của Ngài. Để rồi chúng ta sẽ nhìn thấy rằng chúng ta yêu mến Chúa. Phải yêu mến Chúa nhiều hơn những điều khác. Bởi vì Chúa yêu chúng ta và chúng ta phải sống xứng đáng với tình yêu của Chúa. Cảm ơn Chúa. Đó là điều mà lại học được qua bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi của bài học. Bạn có thật sự tôn trọng người phối ngẫu của mình không? Và mọi người nên xét lại cái phần này và lại tin rằng mọi người có một cái bài học ở trước mặt Chúa, ở trong một cái môi trường, trong một cái hoàn cảnh khác nhau, mọi người chúng ta sẽ nhận được bài học của Chúa. Và hãy nhớ mình phải kính sợ Chúa hay là yêu mến Chúa trên hết tất cả mọi điều. Và hãy biết rằng mình rất được tôn trọng một cách đặc biệt ở trước mặt Chúa. Chúa yêu chúng ta không có, chúng ta không có giống với người nào khác. Và Chúa yêu chúng ta vì chúng ta là chúng ta. Xin ta cầu nguyện là Chúa xin cho vợ chồng con kinh nghiệm tình yêu của Chúa ngay trong gia đình, thực hành nếp sống cơ đốc ngay trong hôn nhân của con, và nhờ đó là vinh hiển danh Chúa qua gia đình nhỏ của con.
Xin Chúa giúp cho chúng con trong ơn của Chúa. Xin Chúa dạy chúng con và cho chúng con biết được người yêu chúng con thế nào, và chúng con có giá trị trước mặt Chúa, để chúng con trung tín làm những việc Chúa giao. Và cho chúng con có cách sống mỗi ngày trong gia đình, trong hội thánh Chúa đẹp ý Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa có cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.